chúng ta cùng thông trong việc chúng ta sửa đổi cùng chế độ gì đấy. Trong này học thì chỉ mức tức là chỉ về mặt cơ sở chất thì chỉ ký cho những bước sản nhỏ, bước sản nhỏ cơ sở chất của cả trường trong đó cũng như cả trường trung học cơ sở trung học thông. Còn tất nhiên các cái bước sản lớn hơn tí thì phải dùng cái sổ hóa và sở giáo dục tạo cam kết với các đại biểu là sẽ chỉ đạo cái việc hết sức nghiêm túc cái việc này cũng được các trường với cái mục tiêu cùng nói thêm một chỉ tức là sau khi có này ra thì cái việc mà hướng dẫn thú chí thì có cái hướng dẫn liên ngành giữa sở giáo dục tạo và sở tài chính, đồng thời tức là trong cái sở hóa nắm thu thì cũng có hướng dẫn liên ngành rất cụ thể đấy và được quản lý qua kho bạc nhà nước, tất cả các khoản thu hợp pháp là quản lý qua kho bạc nhà nước và kho bạc nhà nước quản lý và theo dõi thu chi, cho nên chặt chẽ của việc tiếp cận là nó cũng không phải đơn giản đâu, nó khó. Từ chỗ đó là về mặt cán bộ về trách nhiệm của anh chủ tịch tạo là chúng tôi xin lỗi. Thế cùng nhân đây cũng xin nói thêm là các đồng chí về cái phí cái cảnh mà thu trời hóa thì cũng là cái giáo viên là từng chặt đặt và thật là nhiều giáo viên đã có thư phản ánh đến bộ trưởng và không muốn thực hiện cái nhiệm vụ này bởi vì nó ảnh hưởng đến cái vị trí cũng tạo uy tín của giáo viên. Và nhân đây còn cái đại biểu hội đồng nhân tỉnh, chúng tôi một đề nghị đại biểu kiến nghị với chính phủ và quốc hội tức là cho thực hiện tái thực hiện cái việc là thu phí xây dựng.